Triển khai chủ trương phát triển du lịch trong xây dựng nông thôn mới, cả nước hiện nay có khoảng 500 mô hình du lịch nông nghiệp nông thôn trải dài từ Bắc vào Nam. Tại các địa phương đã xuất hiện nhiều cách làm hay, như tại Sơn La đã phát huy được sức mạnh cộng đồng để đưa nhiều sản vật nông nghiệp đặc trưng để phục vụ du lịch, tạo ra giá trị mới, sức sống mới ở các bản làng. Xã Ngọc Chiến, huyện Mường La. Bên cạnh những nét đẹp văn hóa truyền thống được gìn giữ, thì mỗi thiết chế hạ tầng nông thôn đều hướng đến trở thành một điểm du lịch. Bản Phầy giờ đã có nét đặc trưng là đá. 4 km tường đá, hàng chục cổng đá. Nhà thờ cây gạo giờ cũng trở thành điểm đến của nhiều du khách. Đá cuội ở dưới suối rất là nhiều, nhưng mà cách đây khoảng 2 cây số. Thanh niên mà biết đi xe thì thanh niên là đi chở. Con đường mà tôi đang đứng đây là con đường nối với bản Nậm Nghiệp, bản xa nhất của xã Ngọc Chiến. Từ nhiều năm nay thì người dân chỉ có thể đi lại bằng xe máy và vào ngày mưa thì chỉ có thể đi bộ. Nhưng mà từ cuối tháng 3 năm nay thì bà con đã có thể đi lại được bằng ô tô. Đây có thể nói là cơ sở quan trọng để huyện Mường La lần đầu tiên quyết định tổ chức lễ hội Hoa Sơn Tra để có thể khai thác hết giá trị du lịch từ loài hoa này. Hơn 600 hecta sơn tra với mùa hoa kéo dài một tháng, lần đầu tiên được gắn với các hoạt động lễ hội đã mang lại cho bản vùng cao Nậm Nghiệp những thay đổi. Không chỉ có không gian sống xanh sạch hơn mà còn tạo ra nhiều dư địa tăng thu nhập. Chỉ riêng 2 ngày lễ hội dự kiến sẽ có khoảng 50.000 du khách đến địa phương. Từ một bản làng xa xôi heo hút, giờ thì A Lành và nhiều bà con đã tự tin năng động hơn nhờ làm du lịch. Bây giờ thì bà con lại biết hiểu biết là cái hoa sơn tra này là một loại hoa mà rất quý. Thứ nhất có hoa thì vẫn thu hút được khách du lịch. Cái thứ hai là cũng có thu nhập để bán quả. Trên cơ sở những kết quả đạt được, tỉnh Sơn La đã và đang mở rộng không gian du lịch nông nghiệp nông thôn sang các địa bàn vùng sâu vùng xa như các xã ở Tà Xùa, Phiêng Cầm của Mai Sơn và Co Mạ của Thuận Châu. Để làm những điều đó, tỉnh Sơn La tổ chức triển khai thực hiện cái tuyến đường cao tốc. Thứ hai là kết nối được cảng hàng không. Thứ ba là nội lực của tỉnh để xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn. Và hạ tầng giao thông nông thôn xong rồi thì tiếp tục xây dựng cái thiết chế văn hóa của nông thôn. 1 hecta đất nông nghiệp nếu ứng dụng công nghệ cao thì mỗi năm sẽ cho thu nhập khoảng 2 tỷ đồng. Nhưng làm du lịch canh nông sẽ mang lại giá trị gấp 3. Bởi vậy, nhiều xã bản ở Sơn La đã xác định lấy du lịch để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.